Thưa quý vị, nhóm nghệ sĩ Team Lab của Nhật Bản vừa mở triển lãm đầu tiên ở Trung Quốc, trưng bày một khu vườn ánh sáng đầy màu sắc và có tính tương tác. Nhóm nghệ sĩ Team Lab của Nhật Bản vừa giới thiệu triển lãm đầu tiên ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tính tương tác. Triển lãm sẽ mở cửa ở Bắc Kinh đến ngày 10 tháng 10 trước khi tới Thâm Quyến. Khách tới triển lãm có thể khám phá một khu vườn ảo với những cánh hoa rơi và các con thú cũng như một vũ trụ pha lê gồm các công trình ánh sáng có tính tương tác, bởi người xem có thể dùng smartphone điều khiển ánh sáng xung quanh họ. Ngoài ra còn có một sân chơi ảo nơi trẻ em có thể vẽ tranh rồi chiêm ngưỡng những bức vẽ biến thành các hình động 3D trên màn hình khi chạm vào. Theo người sáng lập nhóm Team Lab, Toshiyuki Ikono, thì nhóm giới thiệu triển lãm nhằm mang đến cho khán giả một trải nghiệm được đắm mình trong một khu rừng của những bông hoa ảo, lạc lối trong khu rừng để thấy được ranh giới giữa họ và nơi thế giới thực biến mất. Nhóm nghệ thuật đến từ Tokyo cho biết tác phẩm của họ hòa trộn nghệ thuật, khoa học và công nghệ, phương pháp tương tác giữa tác phẩm và người xem. Tác phẩm của họ cũng đã được triển lãm Expo Milan 2015 và Cung điện lớn ở Paris.